going, ongoing thing. Hello bạn. Nói đi ha. Cảm ơn bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay ba anh em mình tắm xong. Dạng như là quay lại cái tuổi thơ. Đó rồi đó, hồi xưa mình hay tắm xong lắm. Đó, mình sẽ tắm ngay đây nào bạn. Ngay xong rồi luôn. Bị chăm tắm không có. Ủa có sâu lắm, biết bơi không? Biết. Ok. Rồi giờ ba anh em mình tắm nha bạn. Uống nước rồi hả? Sao không Tuấn? Tuấn sao không? Sao? Biết là xuống mất hút người luôn á. Không, bên nhảy đây bên. Không, ở đây nè. Đứng đây nè. Thôi đây cả nhiều quá. Bơi. Đồ quá vui, quá ngon à. Binh xịt vô con. Đứt bự chó. Đi ra hồ bơi á. Rồi bơi về đây. Đứa nào bơi trước thắng à. Bơi cánh bướm. Rồi thả rồi. Linh xịt vô. Chưa làm tới
ướt tóc luôn. Em không phải biết hành đi bên em thì không biết lên. Rồi ok. Cái này nhắc to rồi nè. À, từ từ này cái nhảy tiếp nè, vui quá. Anh Đức với Tuấn nhảy thôi. Rồi anh nhảy đi, lấy chớp nhảy hả? Đánh tiếp nữa. Ở đây. Đuôi. Xả xin lỗi. Rồi đi. Rồi giờ tới biên. Không nổi đâu. Bụng nó bự quá. Giờ tụi mình cũng bơi, thấy mùa đuối quá mà vui các bạn.
lâu lâu về quê quay lại bờ sông bơi vui. Vô không bên? Vô. Nhìn các bạn coi nhìn đi đâu vậy? Từ từ. Đâu đâu từ từ cảm nhận coi. Vui không? Này giờ đứt đẩy mình hoài. Này giờ lúc này đây mình đợi dưới đất nha. Tao tát với trời cầm. Ok thì mình cũng xin dừng clip tại đây nha các bạn. Nếu mà các bạn thấy clip này hay hãy cho mình một like, một share, một chia sẻ để nhóm mình làm có động lực làm thêm nhiều clip hay hơn, vui hơn nha các bạn. Chào các bạn. Chào các bạn ơi. Hẹn các bạn một clip sau nha. Bye.